Trước khi các bạn tiếp tục video thì chung cuối đang có sale cực lớn. Cụ thể là từ 25 đến hết tháng 10 chúng tôi sẽ bán bộ sưu tập áo Ghibli. Sau tháng 10 vẫn bán. Nhưng mà từ 25 đến hết tháng 10 thì với mỗi áo Ghibli như là cái áo Hang Moving Castle hoặc là áo khoác Spirited Away, khi các bạn mua hàng thì sẽ được giảm 15% trên mỗi đơn hàng. Cùng với đó là được tặng một trong những cái tranh ở đây, mỗi cái trị giá 30.000. Thêm vào đó thì chương trình siêu sale tháng 10 vẫn diễn ra, tức là với mỗi đơn hàng trên 500.000 các bạn sẽ được tặng ngẫu nhiên một cái áo tùy nhân phẩm, cùng với đó là free ship hoàn xu. Đặt hàng đấy, link mua hàng ở phần mô tả bình luận. À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Liệu sau này chết đi bạn lại không chết, mà được đưa đến một thế giới mới nơi bạn có thể làm lại cuộc đời? Phim gì mà nghe như anime ấy. Đó là Oz lạc vào xứ sở thần tiên Oz. Anh này tên Oz và anh ấy đến vùng Oz. Đấy là nội dung phim, nó là như thế. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1905 tại Kansas. Oscar Dick hay Oz là một tên ảo thuật gia lừa đảo của một gánh xiếc lưu động, nhưng luôn tự nhận mình là một pháp sư có phép thuật. Mặc dù anh chưa từng đến Hogwarts hay sang Trung Quốc lần nào cả, để có thể thực hiện các màn biểu diễn lừa đảo, Oz thường gạ gẫm những cô gái nhẹ dạ làm diễn viên cho mình. Nhưng bị cái mỗi buổi diễn anh lại tuyển một cô để làm nhiều điều khác nữa. Anh còn khốn nạn hơn khi còn không tôn trọng người cộng sự đã hỗ trợ mình trong các buổi biểu diễn. Oz cho người cộng sự một số tiền còn không bằng 1/1000 của Jack, và coi anh ta như con khỉ được huấn luyện để làm trò cho Oz. Nhìn chung là Oz tệ, nhưng diễn ảo thuật thì anh giỏi. Buổi biểu diễn diễn ra thành công, đủ để khiến mọi người tin Oz có phép thuật. Một cô bé cầu xin Oz hãy chữa lành đôi chân của cô bé, nhưng anh chỉ giỏi banh chân, chứ chữa chân thì anh chưa làm bao giờ, nên anh nói không với cô bé tội nghiệp. Dân chúng gọi anh là kẻ bịp bợm, buộc anh phải trốn vào bên trong. Một cô gái tưởng như rất lạ nhưng ngờ đâu sao quá quen xuất hiện tại phòng chờ của Oz. Cô là người duy nhất Oz không hề có ý định tà dâm, vì cô là người bạn thân cùng quê của anh. Hôm nay cô đến để báo với anh rằng cô sẽ đi lấy chồng, và cô muốn hỏi anh cảm thấy thế nào. Anh thấy tội cho chồng em. À không, không không không, Oz tệ nhưng không đến mức mất dạy thế. Anh chúc phúc cho cô bạn mà mình thầm yêu, và mong cô có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng tốt kia. Anh không phải người tốt như người đàn ông đó, theo anh thì cô sẽ rất khổ. Anh muốn làm nên những điều vĩ đại, muốn làm Thomas Edison. Anh muốn đi ăn cắp phát minh của người khác rồi nhận vơ là của mình. Cái này thì ăn chửi nhiều nên cô không theo là đương nhiên. Nhưng anh có thật sự hiểu điều vĩ đại mà anh đang cố làm không? Hay anh chỉ là một tên lừa đảo kiếm tiền bằng sự lừa lọc người khác? Chẳng cần Oz suy nghĩ lâu, hậu quả của việc gạ gẫm gái quê của anh đã đến. Một người trong đoàn biết Oz có quan hệ bất chính với vợ mình. Oz bỏ chạy trên khinh khí cầu, hả hê vì không ai đuổi được mình. Anh tưởng họ sợ sự vĩ đại của anh. Cho đến khi anh quay mặt lại, một cơn lốc xoáy từ đội ngũ VFX xuất hiện, cuốn khinh khí cầu của anh vào trong. Đứng trước cửa tử, Oz chỉ biết hét lớn ông trời hãy xóa lịch sử duyệt web của anh. Và anh hứa sẽ trở thành một người tốt, một người vĩ đại thực sự. Ông trời thì không bỏ rơi một ai, đặc biệt là trong chuyện cổ tích. Ông kéo màu sắc trở lại và đưa Oz đến một vùng đất thần tiên. Phong cảnh thì hữu tình, cỏ cây trên lá, đá trên hoa. Oz tưởng rằng mình đã chết, vì khung cảnh xung quanh đây trông như là anime. Cho đến khi anh gặp Theodora, một cô nàng ngây thơ xinh đẹp sống tại cung điện Ngọc Lục Bảo. Cô nói đây là xứ Oz. Ơ, tên tôi là Oz này. Quả tên trên chứng minh nhân dân của Oz cộng thêm chiếc khinh khí cầu từ trên trời rơi xuống đã khiến Theodora tưởng Oz là vị phù thủy quyền năng và vĩ đại đến để giải cứu vương quốc khỏi mụ phù thủy tàn ác. Với bản tính lừa lọc hay lừa con gái nhà người ta, Oz cứ nhận vơ danh hiệu phù thủy quyền năng về mình. Một con khỉ đầu chó, tay sai của phù thủy xấu xa bay đến. Nhờ những trò ảo thuật rẻ tiền của mình, Oz khiến Theodora tưởng anh có phép thuật thực sự. Nhờ tài năng tán gái thiên bẩm cộng thêm sự ngây thơ của Theodora, Oz dễ dàng kéo cô vào chồng, và Theodora cũng nảy sinh tình cảm với Oz. Ngày hôm sau, hai người lên đường về cung điện. Trên đường đi, họ gặp một chú khỉ tên Finley mặc đồ trợ lý và đang bị mắc kẹt, làm Oz nhớ đến người cộng sự ở trái đất của mình. Một con sư tử đột nhiên xuất hiện, và với những trò ảo thuật rẻ tiền của mình, anh đuổi được con sư tử đi. Trước sự ngưỡng mộ của Theodora và Finley, để báo đáp ân tình, Finley thề sẽ làm đầy tớ cho Oz suốt đời. Nhưng trên đường đi cung điện Ngọc Lục Bảo, Oz tiết lộ với Finley anh không phải là phù thủy trong truyền thuyết. Chú khỉ tội nghiệp vừa thoát khỏi cửa tử thì lại dính ngay phải cú lừa, nhưng đã lỡ hứa làm cu li cho Oz suốt đời rồi, nên Finley bảo sẽ không kể chuyện này với ai, đặc biệt là với Theodora, người còn đang mong ngóng để trở thành nữ hoàng của Oz. Đúng là tuổi trẻ chưa trải chiếu bao giờ. Một đoàn xe đứng chờ sẵn Theodora để đưa cô về cung điện. Ông người lùn nắc có vẻ không tin lắm, nhưng nhờ những lời vươn tận mây xanh của Finley đã phần nào củng cố lòng tin của mọi người. Oz tiến vào ngôi vương mà anh nhận vơ về mình, và gặp được Evanora, chị gái của Theodora, người canh giữ ngôi vương cho Oz bấy lâu nay. Theo mồm bà kể là vậy, Evanora có vẻ hơi estrogen cao hơn Theodora, nên chỉ vài ba câu đưa đẩy của Oz là cũng khiến cô siêu lòng. Nhưng đó chỉ là bộ mặt bên ngoài của cô ta.
Ngay khi Oz đi, Evanora quay sang khiển trách Theodora vì nghĩ Oz không thể là phù thủy tối thượng được. Anh ta không tên Strange, không sang châu Á tầm sư học đạo, không đeo kính hay có vết sẹo ở trán và không có râu, không đội mũ phù thủy. Thế anh ta là phù thủy kiểu gì? Theodora vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt về Oz, nhưng khi nghe cô chị khích đều, cô bỗng nổi điên, khác hoàn toàn với phong cách ngây thơ lúc trước. Theodora xin chị mình hãy cho mình và Oz một cơ hội. Evanora cũng dễ tính, cô sẽ đưa ra thử thách cho Oz. Cô dẫn Oz đến kho vàng của cung điện. Oz sướng như vớ được vàng, nhưng chỉ có làm vua mới được sở hữu số kho báu này. Mà để được làm vua thì Oz phải tiêu diệt được phù thủy xấu xa trước. Oz nghe có phần sợ sệt, nhưng anh cũng không nhất thiết phải hạ gục phù thủy xấu xa. Anh chỉ cần phá vỡ cây gậy phép của bà ta là xong. Với tính cách trượng nghĩa cộng thêm đống vàng sau lưng, cộng thêm ngôi vua, cộng thêm dàn harem gồm hai chị em và cộng thêm rất nhiều quyền lợi khác, Oz đồng ý. Nhưng anh không biết phù thủy xấu xa mồm ngang mũi dọc nó như nào. Finley đề nghị Oz về giải thích mọi chuyện với hai chị em. Với số vàng kia thì câu trả lời chắc chắn là không. Cứ đi đi, biết đâu lại mèo mù vớ cá rán. Dù vậy, cách nói chuyện của Oz khá là coi thường Finley, vì cậu chỉ là một con khỉ xách đồ. Thái độ của anh vẫn y hệt như đối với người cộng sự trước kia của mình. Nhưng Finley khá dễ tính, hai người vẫn tiếp tục chuyến đi. Họ đến một ngôi làng gốm sứ. Lũ khỉ đầu chó của phù thủy xấu xa đã phá hoại nơi này. Khi họ dám ăn mừng khi nghe tin phù thủy tối thượng đến, Oz gặp một cô bé sứ, nhưng chân của cô bé đã vỡ, làm Oz nhớ lại cô gái hỏng chân ở buổi biểu diễn ảo thuật. Lần này anh đã có thể giúp cô bé nhờ lọ keo 502 anh mang theo. Cô bé sứ đã có thể đi đứng trở lại, và cô muốn đi theo Oz, vì quê nhà cô đã không còn ai sống sót. Ba người tiến vào khu rừng bóng tối và bị dọa cho chết khiếp. Thần may mắn lại ủng hộ Oz, anh vô tình chạy đến một nghĩa trang và gặp được phù thủy xấu xa. Nhờ Finley đánh lạc hướng, Oz đã lấy được cây gậy, nhưng chưa kịp phá, mụ phù thủy xuất hiện từ phía sau. Đó là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt của người bạn của Oz, nhưng ở vũ trụ này cô tên là Glinda. Và với vẻ đẹp quá đỗi yêu kiều này, không thể nào cô là phù thủy xấu được. Glinda nói phù thủy xấu thực sự là Evanora. Oz tin luôn. Evanora ở cung điện quan sát được toàn bộ qua quả cầu tiên tri. Người em Theodora vẫn không hề hay biết gì cả. Evanora tiết lộ Oz là một tên đồi bại. Anh đã ở phòng ả cả đêm qua, hai người chơi cầu trượt, chơi kéo xe bò các thứ. Và giờ Oz còn định đánh bắt xa bờ với cả Glinda. Tâm hồn mỏng manh của Theodora nghe đến đây đã bắt đầu vụn vỡ. Con Jun xéo lắm cũng phải quằn quại. Theodora bộc lộ bản chất tức giận trong mình và trở nên xấu xa giống như cô chị. Cô ăn trái táo xanh của bà chị, đẩy bản chất tàn nát bên trong mình ra và biến thành một ả phù thủy xấu xa thứ hai. Evanora sau đó lệnh cho đoàn quân khỉ đầu chó và quân lính đi tấn công Glinda và Oz. Glinda thì vẫn nghĩ Oz là phù thủy thật. Cô nói anh hãy gọi sấm sét hay là hỏa độn phong độn gì đó. Nhưng Oz nói chạy, phép này nó cũng là phép nhưng mà lạ lắm. Nhưng Glinda vẫn nghe theo. Đến khi cả nhóm không chạy được nữa, Glinda phải tự mình ra tay. Cô triệu hồi một đám xương cản trở tầm nhìn của kẻ địch, bao bọc mình và Oz bằng bong bóng. Hai người bay đến một vùng đất ẩn sau lớp sương mù, nơi được bảo vệ bởi bức tường ma thuật mà chỉ có những người tốt bụng mới có thể qua được. Oz sợ rằng mình là kẻ lừa đảo nên không được qua, nhưng chắc do anh đã cứu cô bé xứ nên vẫn còn chút liêm sỉ. Oz được chào đón bởi những cư dân xứ Oz và họ đặt trách nhiệm giải cứu vương quốc lên vai anh. Là một người hèn, Oz thú nhận với Glinda mình không phải phù thủy. Glinda biết thừa sau pha bỏ chạy lúc nãy của Oz, nhưng đến cái tầm này có còn ai để mà dựa dẫm nữa đâu. Nên Glinda đã nhờ Oz giả vờ như mình là phù thủy thật. Dù khá là lo lắng, Oz vẫn muốn giúp gì đó cho cư dân Oz. Nhưng ở đây không có đội quân nào cả, họ chỉ là các nông dân, các thợ hàn và thợ may. Và hơn thế nữa là họ không sát sinh dù chỉ là một con kiến. Đang chưa biết đánh bại Evanora kiểu gì thì bức tường ma thuật bị phá hủy. Theodora xuất hiện trong diện mạo mới. Ả đổ tội cho Oz đã làm ả ta ra nông nỗi này. Sau khi hành Oz một trận giá bã, ả ta đe dọa sẽ quay trở lại, mang theo quân đội đánh cho nó cân. Còn bây giờ ả ta tha cho cái mạng rách của Oz. Cư dân cứ tưởng do Oz nên Theodora mới rời đi nên vui lắm. Nhưng anh lúc này đang soạn đồ để chuồn khỏi đây. Evanora dùng thông não chi thuật, không phải tự nhiên Oz bị đưa đến đây. Nhưng Oz biết thân biết phận, anh chỉ là một tên ảo thuật gia bịt bợm ăn tiền bằng niềm tin của người khác. Glinda hiểu ra vấn đề, cô mặc kệ cho Oz đi. Nhưng cô bé sứ xuất hiện, cô muốn anh chúc cô ngủ ngon trước khi ra đi. Oz tiết lộ sự thật với cô bé, anh không phải phù thủy có thể ban điều ước, mà ở nơi của anh, những người phù thủy thực sự là những nhà phát minh, chẳng hạn như Edison, ông ta là phù thủy đạo trích. Cô bé sứ không tỏ vẻ buồn bã. Dù là phù thủy kiểu nào thì cô vẫn luôn tin tưởng vào Oz. Nhờ cuộc nói chuyện này, Oz nghĩ ra một kế hoạch đánh bại Evanora. Anh không phải phù thủy mà cư dân mong muốn, nhưng anh là một nhà ảo thuật tài ba. Anh dạy cho những thợ hàn cách làm thuốc nổ và pháo hoa, dạy các thợ may làm bù nhìn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Oz. Anh sử dụng những con bù nhìn để dụ lũ khỉ đầu chó vào vườn hoa mơ ngủ. Lũ khỉ ngất trong cơn phê pha, nhưng có hai con vẫn bắt được Glinda. Cô làm rơi gậy phép, may sao cô bé sứ đã nhặt được. Cô bé đuổi theo Glinda, cô bị đem đến quảng trường để xử tử. Người dân ở đây đã biết được bộ mặt của Evanora, nhưng họ chỉ là những nông dân chân yếu tay mềm nên không thể kháng cự. Người duy nhất có thể giúp được họ là Oz. Nhưng lúc này, anh đang đột nhập vào kho để đánh cắp số vàng.
Người dân nhìn theo chiếc khinh khí cầu của anh với vẻ mặt thất vọng, nhưng đó chỉ là phần mở màn cho buổi trình diễn của Oz. Kế hoạch này chỉ mình anh và trưởng thợ Hàn biết. Đúng lúc mọi người không ngờ nhất, Oz xuất hiện qua một chiếc máy chiếu. Đám lính không thể nào tấn công được anh vì đó chỉ là một lớp khói. Oz ra lệnh bắn những quả pháo hoa. Evanora sợ hãi, à ta nghĩ Oz là phù thủy hàng Real. À ta bỏ lại cô em và lần đi mất. Theodora tức giận vì cô chị hèn nhát, à định giết Glinda, nhưng cô bé sứ đã cứu cô kịp thời. Theodora nhận ra đứng đây một mình cũng chẳng để làm gì nữa. À ta bay đi. Oz khuyên cô hãy quay đầu là bờ, nhưng sau lưng cô là vực nên không quay được nữa. Evanora vào trong cung điện thì gặp phải Glinda. Hai phù thủy đấu phép với nhau. Glinda thua, nhưng cô đã lấy được vòng cổ của Evanora, chính là chiếc vòng sinh mệnh của ả. Evanora về lại hình dạng thật của mình, nhưng may mắn lũ khỉ đầu chó đã mang ả đi. Xứ Oz tạm thời được bình yên. Oz trở thành vua của xứ Oz dù anh trông vẫn khá là hèn. Nhưng chỉ ít chừng nào anh còn ở đây thì anh sẽ còn bảo vệ xứ Oz. Và hơn hết, anh đã biết trân trọng những người giúp đỡ mình. Anh tặng cho trưởng thợ Hàn dụng cụ mở khóa đa năng. Anh tặng cho người lùn nắc một hợp đồng quảng cáo PS, chiếc mũ tượng trưng cho tình bằng hữu giữa anh và Finley, một gia đình mới cho cô bé xứ và một người chồng tốt của Glinda. Họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau cho đến khi Oz gặp được cô nào đẹp hơn. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong Lạc và xứ sở Oz quyền năng và vĩ đại. Nếu bạn đang chán đời, xin đừng đọc cổ tích, bạn sẽ bị ảo tưởng. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.